và các bạn, mặc dù đã có nhiều biện pháp xử lý, nhưng tình trạng cò mồi, lừa đảo xuất khẩu lao động với thủ đoạn tinh vi của một số tổ chức cá nhân tiếp tục là vấn đề nóng của công tác xuất khẩu lao động năm 2016, khiến cơ quan chức năng lúng túng trong xử lý, doanh nghiệp chân chính bị ảnh hưởng và người lao động thì bị chiếm đoạt số tiền không hề nhỏ. Mức lương cao hấp dẫn, không yêu cầu chuyên môn, đóng tiền là có thể đi luôn. Những quảng cáo như thế này đã đánh trúng tâm lý muốn đổi đời của phần lớn những người lao động nghèo đến từ nhiều miền quê trong cả nước. Nhưng đổi đời chưa thấy đâu, nhiều người lao động đã phải nuốt trái đắng khi bị các cá nhân tổ chức mạo danh chức năng xuất khẩu lao động chiếm đoạt tiền tỷ. Trong thời gian vừa qua, hàng chục người lao động ở thành phố Hồ Chí Minh đã gửi đơn cầu cứu Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng phản ánh chuyện đi xuất khẩu lao động nhưng lại sập bẫy lừa, dẫn đến cảnh nợ nần chồng chất. Sau khi thu một khoản phí từ 1.500 đến 3.000 đô la Mỹ của người lao động thì các cá nhân tổ chức này biến mất hoặc tìm cách bán hợp đồng cho công ty khác hưởng hoa hồng. Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan công an cũng đã khám phá nhiều vụ lừa đảo xuất khẩu lao động hay sử dụng giấy phép xuất khẩu lao động giả để lừa người lao động. Tuy nhiên, do nhu cầu việc làm với thu nhập cao ở các nước phát triển cộng với việc thiếu thông tin của người lao động nên dịch vụ môi giới lao động vẫn phát triển và biến tướng dưới nhiều hình thức. Hai làng Con Gung và Đắc Mút, xã Đắc Ma, huyện Đắc Hà có khoảng 400 hộ dân với trên 2.400 nhân khẩu. Hơn 300 hecta nương rẫy của người dân đều ở bên kia lòng hồ Prekrom thuộc địa bàn xã Hơ Mông, huyện Sa Thầy.